Cho hỏi, đây có phải là nhà của anh Phương không nhỉ? Cô là ai? Sao lại hỏi chồng tôi có chuyện gì? Xin trân trọng giới thiệu với cô, tôi là Trang, là người yêu của anh Phương. Cô nghĩ cô nói thế là tôi sẽ tin cô à? Đã tin chưa? Không thể như thế đâu. Anh ấy không phải là người như vậy đâu. Nhìn từ đầu tới cuối của cô, tôi đã hiểu lý do tại sao mà anh Phương anh chắn lấy cô đến tận cổ rồi. Nhìn trông như thế này, đến tôi còn chán chứ nói gì là anh Phương. Cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Bỏ ra. Nhẹ nhàng thôi. Cẩn thận, không lại động thai mất bây giờ. Đến lúc đấy, đừng có đổ lỗi cho tôi làm hại mẹ con cô nhá. Mà cũng tức giận ít thôi, không có da mặt nó sẽ nhăn lại. Đến lúc đấy mọi người nhìn vào lại tưởng là mẹ anh Phương chứ không phải là vợ anh Phương đâu. Rốt cuộc cô muốn gì? Thứ nhất, tôi đến đây với mục đích để thông báo cho cô biết rằng tôi và anh Phương chính thức hẹn hò với nhau. Thứ hai là đến đây để tham quan ngôi nhà tương lai của mình. Sắp tới tôi sẽ chuyển về đây để đề co lại mọi thứ cho hợp với lại tôi và anh Phương. Nói đến đây là cô đã phải hiểu rằng đừng có nghĩ dựa vào cái thai trong bụng cô mà níu giữ lại được anh Phương với tôi nhé. Khốn nạn, thứ tiểu tam trơ trẽn như cô lại ngang nhiên đến đây nhận chồng đòi nhà người khác. Bây giờ cô cút ngay ra khỏi nhà tôi đi. Tôi không cút đấy. Cút ngay. Ai cho phép cô đuổi bạn gái của con trai tôi hả? Nhà này có quy tắc, có quy củ đàng hoàng. Người lớn còn sống sờ sờ ra đây, chưa đến lượt cái thứ con dâu cô lên tiếng nhá. Bác là... Tôi là mẹ của thằng Phương. Em là em gái anh Phương chị ạ. Uầy, công nhận nhá, ở ngoài bác trẻ và đẹp thật đấy ạ. Người ngoài mà không biết chắc tưởng bác với cả em đây là hai chị em cũng nên đấy ạ. Thật thế không? Cháu thề đấy. Cháu lần đầu tiên gặp bác mà nhìn còn thấy ngỡ ngàng bật ngửa với cái nhan sắc của bác cơ mà. Xinh thật đấy ạ. Mà trông em xinh xắn đáng yêu, còn có cả nét thông minh nữa cơ nhở. Thế ạ? Đấy mẹ thấy chưa? Chị này cũng khen con như thế, chứ đâu có như ai kia. Nhưng mà... Thôi, cô gây sự như thế là đủ rồi. Đi vào trong nhà. Cấm được thò mặt ra đây đấy. Đi vào. Nhưng mà sao cả? Ôi giời, ý mẹ nói là cứ hễ thấy chị là mẹ lại nổi máu tăng xông lên. Thôi, chị đi vào nhà đi, ở đây không phải việc của chị. Đúng là ông trời giúp mình, không ngờ cô ta lại bị em chồng với cả mẹ chồng ghét tới như vậy. Mình phải nhanh chóng lấy lòng mới được. Vào trong nhà đi, vào nhà nói chuyện với bác. Dạ dạ, vào đi chị. Ừ, vào nào. Thế cháu có phải là người yêu của thằng Phương nhà bác thật không? Mà hai đứa quen nhau lâu chưa thế? Dạ, cháu với cả anh Phương mới có tình cảm được 2 tháng nay trong quá trình qua lại làm công việc với nhau thôi ạ. Thế à? Đó là tình cảm chân thành bác ạ. Dạ, chỉ tiếc mỗi cái là anh Phương lại chót có vợ mất rồi. Nhưng cháu thì lại không thể lừa dối tình cảm của mình được. Anh Phương thì cũng khổ tâm lắm. Bây giờ anh ấy chán vợ anh lắm rồi ạ. Đấy mẹ ơi, con thấy chị nói đúng đấy. Mẹ con mình nhìn chị dâu còn thấy chán nữa là anh Phương. Chán thật cháu ạ. Cháu thấy là bác với cả em hình như không thích vợ anh Phương hay sao ấy ạ? Rồi, phải nói là em với mẹ em cực kỳ ghét luôn. Mẹ em nhá, mỗi lần nhìn thấy chị ấy là lại mà khó chịu, bực bội, ảnh hưởng tới sức khỏe. Em chỉ mong sao nhá, anh Phương anh ấy bỏ vợ đi lấy xử người khác. Ôi, sao mà trông hai người có vẻ ghét vợ anh Phương thế ạ? Chị ơi, chị dâu em nhá, đã vụng về không biết làm việc nhà rồi, lại còn không biết điều nữa cơ. Không biết điều là sao ạ? Ôi trời ơi, làm mẹ chồng ấy, để con dâu ấy, không quả cáp thì thôi, thỉnh thoảng cũng phải cho mẹ lấy 2-3 triệu để tiêu vặt. Nhưng đằng này á, từ ngày nó về làm dâu đến giờ, nó chưa cho bác một đồng một cắc nào cả.
Đấy, mà nhà em nhá, có mỗi anh Phương là con trai thì cũng mong có được một người chị dâu biết quan tâm, chăm sóc gia đình đúng không ạ? Nhìn mẹ em còn chẳng được quan tâm bằng nhà người ta thì em cũng làm gì dám mà mua sắm quần áo gì đâu ạ. Người ta bảo sởi lởi thì trời cởi cho, bo bo thì trời co lại. Có đúng thế không hả cháu? Dạ vâng, đúng thế đấy bác ạ. Thế này đi, hôm nay lần đầu tiên được diện kiến bác, cháu cũng sơ suất là cũng chưa mua cái gì, cũng không biết là bác ở nhà. Thế nên là ở đây cháu có một ít. Ôi. Thì bác cầm lấy để mua cái gì mình thích bác nhá. Ê cháu ơi, cháu làm như thế này bác ngại lắm, bác không dám nhận đâu. Có cái gì đâu mà ngại ạ. Cháu bây giờ với bác thì cũng gần như là người một nhà rồi còn gì. Vì anh Phương với cháu tuy hai nhưng mà là một rồi ạ. Thì thôi bác cứ cầm đi, bác nhận đi cho cháu vui ạ. Trời ơi, con thấy chị thật lòng mà, mẹ cứ nhận đi cho chị vui. Vậy thôi bác nhận nhá. Dạ. Còn đây là phần cho em. Là con gái thì cũng phải có một chút gì đó để mình mua sắm đúng không? Thôi chị ơi, không phải ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngại. Chị mà biết cô thích cái gì thì chị cũng mua cho rồi. Thế nhưng mà được một cái là chị chẳng biết cô thích gì. Thôi thì cứ cầm lấy đi, coi như là chị em ở trong nhà với nhau. Vâng, thế em xin chị nhá. Em nhận cho chị đỡ suy nghĩ chị ạ. Đợi ít nữa bà về làm chủ cái nhà này mà xem. Xem hai mẹ con bà còn dám vặt con này nữa không. Ôi trời ơi, mẹ ơi. Đấy, mẹ xem này. Chị dâu ở nhà suốt từ sáng đến giờ mà nhà cửa lau dọn rồi mà như không lau. Quần áo thì chưa giặt, cơm nước thì chưa nấu. Chắc là định để mẹ về nhà mẹ làm đấy. Quần mất nết này, vụng thối vụng nát ra. Cứ bảo làm sao mẹ muốn tống cổ nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Mẹ ơi, bây giờ mà mẹ muốn tống cổ chị ra khỏi nhà thì mẹ nhớ tuyển một chị dâu mới mà khéo léo tinh tế của mẹ nhé. Ngại quá cơ. Hôm nay được ngày cháu đến chơi thì nhà cửa bừa bộn, quần áo lôi tha lôi thôi, bẩn thỉu, cơm nước thì chưa đâu vào đâu được. Thế bây giờ như này nha, cháu thông cảm. Cháu cứ ngồi đây chơi, chờ bác một chút. Bác với cái Ngọc xuống dọn u một cái là xong. Rồi bác cơm nước, mời cháu dùng cơm cùng với gia đình nhé. Ok, mẹ. Sao mẹ bảo là mấy hôm nay mẹ bị đau nhức xương khớp cơ mà. Thôi, mẹ cứ cố làm gì xong rồi lại khổ ra. Nhưng mà bây giờ không làm thì ai làm? Con thì đang ôn thi đại học. Mà vào học hành đi chứ. Con quên mất đấy. Mà mấy hôm nay con còn đang biến tháng nữa cơ. Đau người quá. Đấy, bác với em để cháu làm cho ạ. Cháu chị làm được á? Vâng. Thế nhưng mà việc nhà mà, cháu có làm được không đây? Ôi dồi ôi, bác nhìn cháu như thế này thôi. Nhưng mà thực ra cháu cũng nữ công gia chánh, việc gì cháu cũng làm được hết á. Cháu làm một tí là xong mà. Thật thế á? Dạ. Dồi ôi, thế thì cháu đúng là mẫu con dâu mà mọi người mơ ước đấy cháu ạ. Thế đi xuống đấy với bác nhé. Dạ. Đi xuống đây. Đây cháu ơi, quàng cái này vào cho nó đỡ bẩn váy. Đấy, đấy, nhá, khăn lau đây. Cháu rửa bát, rửa chén cho bác xong rồi cháu lau cái bàn bếp. Lau bàn bếp xong rồi cháu lau nhà, lau cửa cho bác. Rồi là bỏ đồ vào giặt. Xong xuôi đâu đấy rồi thì cháu vào nấu cơm nhá. Cảm ơn ạ. Đấy, cháu giúp bác nhá. Dạ. Cái nhà này làm gì để bây giờ phải làm bao nhiêu việc nhà như thế này. Nhưng mà không sao, phải thật cố gắng ngước vào chân vào cái nhà này để làm con dâu mới được.
cả rồi hả cháu? Dạ vâng ạ. Không nhận cháu khỏe thật đấy. Bao nhiêu việc như thế mà cháu làm loáng một cái mà xong tất tần tật cả. Dạ, bác cứ quá khen. Cái việc này ở nhà cháu làm suốt mà quen lắm ạ. Thế thì như thế này nhá, lúc nào rảnh rỗi cháu cứ đến đây giúp bác một tay được không? Dạ. Dạ vâng ạ. Alo, chị Dung ạ. Vâng, mẹ con em vẫn khỏe ạ. Ai với con? Chị Dung, thì chị hôm trước cũng tới dọn dẹp nhà cửa xong rồi biếu mẹ 5 triệu đấy. À, vâng. Mẹ em bảo là nhá, chỉ muốn có một người con dâu ngoan hiền, đẹp người đẹp nết như chị thôi. Dạ. Chị muốn qua thăm mẹ con em lúc nào cũng được ạ. Vâng. À, chị ơi, mẹ em dạo này đang muốn mua cái collagen ấy. Vâng. Thế á, thế thì chị mua cho mẹ em nhá. Vâng, vâng, em chào chị ạ. Nghĩa là ngoài cháu ra còn rất là nhiều các cô gái khác đến đây muốn làm con dâu của bác ấy ạ? Ừ, thì thằng Phương nhà bác nó đang đi chọn vợ mới mà. Thỉnh thoảng nó có đưa vài cô về đây để cho bác chọn xem nào. Cô nào mà thảo hiền này, chịu khó làm lụng tốt nhất thì sẽ được chọn. Hóa ra là anh ta và các người lừa tôi à? Ơ hay nhở, ai lừa cô? Anh ta nói là anh ta chỉ yêu một mình tôi thôi. Thế mà bây giờ ngoài tôi ra, anh ta còn dẫn thêm nhiều cô gái khác về cái nhà này. Ôi, này, các người định đưa tôi về đây để bòn tiền của tôi và coi tôi là ô xin đấy à? Này, cô nói kiểu gì đấy? Ai bòn tiền với lại coi tôi như là ô xin? Tự chị đến đây tự chị làm, xong bây giờ chị kêu ca cái gì? Mà cô nghĩ, một người đàn ông bỏ bê vợ trong lúc đang bầu bí, thế thì đi chung thủy với một cô bồ chắc? Xem ra vẻ bề ngoài của cô cũng chỉ để trang trí thôi, còn đầu óc cô thì không dùng được rồi. Các người, bà có cô trả lại tiền cho tôi đi. Ơ, tiền nào? Tự dưng đến ép người ta nhận tiền xong rồi thảo mai thảo quả bây giờ lại đòi lại á? Không có một xuân đấy đâu. Tiền khách, khách này mẹ không duyệt được rồi con ạ. Vâng. Được, coi như là tôi ngu đi. Thế cô biết mình ngu à? Bye bye chị dâu hụt nhá. Ra đây. Thập thò từ nãy đến giờ ở đấy làm cái gì nữa? Cười cái gì mà cười? Vâng. Bác dừng diễn được chưa ạ? Cháu đứng ở trong kia từ nãy tới giờ mà cười suýt rơi cả con ra đấy ạ. May cho chị nhá, là lúc con Tiểu Tam đang khiêu chiến, hai mẹ con em đi qua, thế là nháy nhau vào chiến luôn. Mẹ ơi, nhìn cái bộ dạng thảm hại của cô ta mà hà lòng hà dạ mẹ nhở. Gì chưa, riêng cái loại Tiểu Tam này phải có chiến thuật cháu ạ. Cháu cảm ơn bác, cảm ơn em. Thế mà cháu lại cứ tưởng. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Bác có làm sao không ạ? Không hiểu học cao đến đâu mà cái nguyên tắc cơ bản cũng không biết nữa. Tính ngã ra đấy thì mỹ yên à? Bụng bầu bí, quân vác ít thôi, không nhỡ sảy thai ấy thì khổ mình khổ người đấy. Hiểu sinh con ra rồi thì biết chăm thế nào đấy cơ chứ lại. Người sĩ đầu mà khó tính, khó chịu, khó ưa. Lần sau tránh xa ra mới được. À, chị, đến nhà cậu cho. Cảm ơn em nhé. Cháu lại tưởng bác khó tính lắm cơ ạ. Chị ơi, mẹ em khổ xà tâm Phật nói như vậy là bởi vì lo cho chị và cái thai thôi, chứ không có ý trách móc gì chị đâu. Mẹ em còn dặn em sang giúp đỡ chị suốt mà. Thế à? Cháu xin lỗi bác vì bao lâu nay đã nghĩ xấu về bác. Cảm ơn bác vì hôm nay đã giúp cháu ạ. Tiểu Tam mà đã tìm tới tận nhà nhá, thì đàn bà cả cái khu chung cư này đều chiến hết cháu ạ. Với lại em nghĩ nhá, chúng mình sống ở đây thì phải đoàn kết rồi cùng nhau sống vui vẻ, hóa giải những cái khúc mắc, những cái hiểu lầm về nhau. Thế thì cái khu chung cư này mới là khu chung cư văn hóa và đoàn kết chị ạ. Còn dâu bác nói đúng đấy, cháu không nên sống khép mình như thế, phải cởi mở với hàng xóm láng giềng đi. Dạ vâng, cháu biết lỗi sai của cháu rồi và cháu sẽ sửa chữa. Cảm ơn bác, cảm ơn em ạ. Còn đây cầm lấy, tiền của con Tiểu Tam đấy, cầm lấy mà lo cho bản thân. Chứ người đâu mà dại thế không ấy, bao nhiêu tiền như của đưa hết cho chồng để nó mang đi cho gái, chẳng chịu chăm lo cho bản thân gì cả. Mẹ em nói đúng rồi đấy, chị phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn đi. Sau này mà có chuyện gì nhá, cứ ớ một câu, hai mẹ con em sang giúp. Nhá.
Thôi, thế mẹ con bác về đây. Dạ vâng, chào chào bác, chào em nhá. Em về đây. Bà có đến ngay không thì bảo. Trời ơi, hẹn 9 giờ tới mà bây giờ mặt trời sắp xuống núi rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đừng có mà điêu, mới chờ có hơn tiếng mà cứ gào lên. Chờ đấy nhá, đến ngay đây. Lì mà lì mì. Tại vì hôm nay công ty chồng mày đến công ty tao xin bàn về cái việc xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp nhà tao ấy. Nên là tao phải ở lại nghe một tí. Sau đây bạn yêu nhá. Ơ kìa, này, làm sao đấy? Ốm à? Làm sao? Ngồi đi xem nào. Mẹ ơi, hình như chồng tao ngoại tình. Tao vừa thấy anh ấy đi với... Hình như cái gì nữa? Chồng mày đang ở đâu? Dắt tao ra đấy nói chuyện cho rõ ràng, hỏi cho đàng hoàng. Hình như cái gì? Nó mà ngoại tình nhá, tao bóp nó ra luôn. Không được, nhỡ không phải thì sao? Nhỡ đấy chỉ là nhầm lẫn thì sao? Mày bị làm sao đấy? Bình thường mày thông minh lắm cơ mà. Tại tao sợ. Sợ mất chồng ấy hả? Thế... mày yêu chồng mày thế cơ à? Tao và anh ấy yêu nhau từ hồi còn học cấp 3. Chúng ta cùng nhau lặn lội từ quê lên đây học đại học, rồi hai đứa cùng nhau lập nghiệp. Cũng phải trải qua bao nhiêu khó khăn thì mới có được ngày hôm nay. Anh ấy cũng đối xử với tao rất tốt. Tao không nghĩ anh ấy lại ngoại tình. Không thể. Thôi được rồi, cứ bình tĩnh đã. Thế mẹ có biết là nó đi với đứa nào không? Tao nhìn con bé đó rất là quen. Hình như tao gặp ở đâu đó rồi thì phải. À, đúng rồi. Hình như con bé đó là idol mới nổi gần đây. Cũng đang khá là hot đấy. Mới nổi mà đã làm trà xanh rồi á? Được rồi, cứ để đấy, để tao cho nó hot luôn. Mày không việc gì phải buồn hết. Để tao tìm info cho, phút mốt thôi. Chào cô em trà xanh. Hai chị ấy là người đã hẹn em ra đây để đóng quảng cáo đấy. Cô TikToker ạ. Chị là... Mày nhìn đi, đây chính là cái người mà hôm trước đi với chồng của mày đấy. Chị nói thế là ý gì? Chị là... Tôi là vợ anh Phương. Cái gì? Sao có thể là vợ anh Phương được chứ? Rõ ràng anh Phương bảo với tôi là anh ấy đã có vợ đâu, anh ấy còn đang độc thân mà. Tôi không tin đâu. Chị ơi, em xin lỗi chị ạ. Chị ơi, em thề với chị là em không biết rằng anh Phương là người đã có vợ đâu. Cũng tại vì anh Phương anh nói với em là anh ấy còn đang độc thân, anh ấy chưa có vợ, thế nên em mới có tình cảm với anh ấy. Chứ nếu mà em biết được anh ý đã có vợ rồi thì không bao giờ em dám lảng vảng có tình cảm gì đâu chị ạ. Mong chị tin em ạ. Còn đúng là anh ấy nói với cô là anh ấy chưa có vợ không? Vâng ạ. Em thề với hai chị là em nói thật đấy ạ. Chứ hai chị thử nghĩ mà xem. Em cũng là người được nhiều người biết đến, cũng gọi là người nổi tiếng rồi ạ. Làm sao mà em đã dám cặp kè với người đã có vợ chứ? Chuyện này mà vỡ lở ra thì khác nào đạp đổ chén cơm của mình, rồi sự nghiệp của em tiêu tan mất hả chị ơi? Chị ơi, em xin chị đấy, mong chị tin em. Em thề là em không có cướp chồng chị đâu ạ. Này, cô nói thế thì bọn tôi làm sao mà tin cô được. Bây giờ tốt nhất ấy là cô gọi anh Phương đến đây
để mà nói cho rõ ràng. Còn không ấy thì cô hiện tại chỉ là con trà xanh đang phá hoại gia đình người khác đấy. Chị ơi, em xin hai chị ạ. Em mong hai chị tha cho em. Em thề, em hứa lại là em sẽ không gặp lại anh Phương nữa. Thật sự là bọn em mới chỉ quen nhau thôi, chưa có cái gì đi quá giới hạn đâu ạ. Chỉ đi ăn với cả đi xem phim thôi. Mong hai chị tin em ạ. Còn danh con này, mày tính lừa tao ạ? Bà bình tĩnh lại đi. Không, em xin hai chị đấy. Hai chị cho em một cơ hội để em sửa sai đúng không ạ? Em thề là em sẽ không gặp lại anh Phương nữa. Các chị ơi, bây giờ chuyện này mà lộ ra thì em chết mất em không sống được đâu. Hai chị tha cho em đấy ạ. Không có xin xỏ gì hết. Mày đừng có tin mấy con danh con này nói nhiều. Chúng nó trà xanh á, nóng chiêu trò lắm. Thôi, bỏ qua cho con bé đi. Tao thấy mày cũng là đứa hiền lành mà. Có gì tao sẽ về hỏi lại anh Phương. Dù gì không biết cũng không có tội mà. Đúng rồi đấy chị ạ. Em thật sự xin lỗi chị. Em thề là em sẽ cắt đứt mối quan hệ này và không gặp lại anh Phương nữa. Thề độc đi. Em thề độc ạ. Em thề là em sẽ không gặp lại anh Phương nữa. Nếu không thì em sẽ không ngóc đầu lên được ạ. Tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này. Tôi mong là cô nói được sẽ làm được. Tôi hy vọng cô đừng làm vào trước mặt chồng tôi nữa. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Mày cứ cẩn thận tao đấy. Dạ vâng ạ. Anh yêu của anh đã làm clip đấy à? Ôi, điên ạ. Sao? Anh chả yêu em cái gì cả. Sao anh vào mà chả nói tiếng nào thế? May cho anh là em đang quay clip thôi đấy nhá. Em mà đang livestream fan mà thấy anh lại lách việc ra, đến lúc đấy fan không yêu quý em nữa, không có donate cho em nữa thì lấy đâu ra tiền mà tiêu. Hay nhỉ. Fan biết thì sao? Biết thì càng tốt thì sao? Anh chỉ muốn ý, fan của em biết là em đang có một người yêu vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn cưng chiều em như là anh ấy. Thật á? Không thật thì đùa à? Hay là này, idol top top của anh nghỉ việc luôn đi, ở nhà anh nuôi em, anh sẽ đưa em đi ăn này, đi chơi, đi du lịch châu Âu, phải đi mua quần áo, đi đâu mà em thích nhất anh chiều em hết. Không có được đâu mà vẽ ra viễn cảnh cho em. Hôm trước vợ của anh với cả bạn của vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của em với anh rồi đấy. Nói chung là với vợ anh, em chỉ đối phó với chị ta phát một thôi. Chứ còn bạn của vợ anh, em thấy chị ta ghê lắm, em sợ nữa. Với lại hai ngày đấy bắt em phải từ bỏ mối quan hệ với anh, em cũng muốn lắm, nhưng mà em nhớ anh không chịu được, nên là vẫn phải tiếp tục gặp anh đấy. Em nói thế có nghĩa là Linh biết chuyện này rồi á? Ừ. Linh biết chuyện này. Thế thì sao chứ? Anh sợ gì? Linh ấy chỉ là một kế toán nhỏ ở công ty thôi. Anh thích thì đuổi việc, không thích nữa anh ly hôn luôn, cho đi luôn. Em nhá, em không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì cả. Rồi ấy, nhăn nhó, xấu xí, già đi anh không thích đâu. Thế nếu như mà em già đi, anh có yêu em nữa không? Hỏi vớ hỏi vẫn không yêu em thì yêu ai hả? Em có biết ấy, là anh chọn vợ anh là sai lầm lớn nhất của anh, em có biết không? Đáng lẽ ra là anh nên gặp em sớm hơn, thì có phải là anh yêu em hết lòng, hết mình không? Hả? Chúng ta sẽ cùng nhau già đi. Sao chị đến được đây? Tôi đúng là ngu ngốc khi tin lời cô nói đấy. Thứ đàn bà giả tạo, chờ chết. Chị ơi, em thật sự xin lỗi chị ạ. Tại vì
Tại vì anh Phương, anh cứ đến đây. Em bảo anh là đừng đến rồi, nhưng mà anh cứ đến thì em không biết phải làm thế nào. Chị Linh ơi, chị thử đi ngoại tình đi, chị sẽ hiểu được cảm giác của em thôi. Bây giờ mà bảo em bỏ anh ấy luôn thì làm sao mà em dứt anh ấy ra được luôn hả chị? Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, cô mau biến đi, đừng có ve vãn chồng tôi nữa. Nếu không, không xong với tôi đâu. Chị Linh, này, chị nghĩ chị là ai? Hả? Chị có chồng thì chị phải biết dưa nhá. Chị trách ấy, trách kiểu chị già, chị xấu, thế nên chồng chị mới đi theo tôi thôi. Cô, đừng có mà manh động. Nếu không, tôi sẽ không để yên cho hai người đâu. Cô và anh ta sẽ phải trả giá. Không để yên thì định làm gì? Hả? Mày cũng chỉ là một con thư ký quen của anh Phương thôi. Mày nghĩ mày làm gì được tao? Ngày hôm nay tao phải giết mày. Tao biết ngay, mày không phải là cái loại tử tế gì mà. Mày cứ cẩn thận tao đấy. Dạ vâng ạ. Này, cái con kia, tao thấy nó cứ gian gian thế nào ấy. Cái loại trà xanh mà vênh mặt lên bên chính thất ấy, tao đập một phát bẹp ngay. Nhưng mà con này, nó cứ giả vờ hiền lành, mật ngọt chết ruồi. Chắc chắn là nó không tha ra chồng mày đâu. Chúng nó qua lại với nhau rồi đấy. Mày đừng có mà đoán bừa nữa. Được rồi, mày cứ để đấy, để tao gọi đàn em theo dõi nó. Này, đàn em tao vừa báo, chồng mày lại đi với con nhỏ đấy đấy. Tao gửi địa chỉ cho mày rồi đấy, nhưng mà không được manh động, đợi tao đến bắt gian cùng. Mày thấy bạn tao hiền, lại đi một mình, nên là định ăn bạn tao á? Không có dễ thế đâu. Hôm nay tao chơi với mày, tao nói cho mày biết nhá, mày cũng ghê gớm hơn tao nghĩ đấy. Mày... anh ơi, anh ơi. Này, cô làm cái gì đấy? Bỏ tay ra. Anh dám bênh cô ta trước mặt tôi đấy à? Thì sao chứ? Này, tôi nói cho cô biết nhá. Chẳng qua là tôi sợ người ta nói ra nói vào, nên tôi mới giả bộ yêu cô thôi. Chứ thật ra tôi chán ghét cô lắm rồi. Cô thử nhìn lại mình xem. Xong nhìn Trang đi. Cô ấy vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, lại còn nổi tiếng nữa. Chỉ có cô ấy mới xứng đáng với tôi thôi. Anh nói cô ta trẻ trung, xinh đẹp hơn tôi. Vậy những năm tháng tôi xinh đẹp, tôi hy sinh vì anh, tôi chịu khổ để cùng anh gây dựng sự nghiệp, thì anh có nghĩ đến không? Anh đã bao giờ biết ơn tôi chưa? Anh được lắm. Ôi giời, mày tốn nước bọt với cái loại đàn ông lăng nhăng này làm cái gì? Còn con kia, đừng tưởng là hot top top, đăng mấy cái clip nhảy ướn na ướn nẹo, xong rồi có vài chục nghìn follow, là tưởng mình là ngôi sao mạng xã hội rồi đi giật chồng người khác nhá. Còn tôi đi. Các người mau cút ra khỏi đây ngay. Còn cô, về nhà viết đơn ly hôn đi, tôi sẽ ký. Và tôi nói cho cô biết này, bây giờ ấy, từ nhà cửa, xe cộ, tất cả mọi thứ đều thuộc về tôi rồi. Tất cả đều mang tên tôi. Mau biến về nhà, dọn hết đồ đạc đi. Nghe rõ chưa? Anh được lắm. Tôi nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ tiêu tiền của anh. Đúng là khi yêu anh, tôi mù quáng nên tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Mặc kệ anh ngoại tình, dù anh như thế nào tôi cũng tin tưởng và yêu thương anh. Nhưng mà ngày hôm nay anh đòi ly hôn với tôi thì chúng ta cũng hết tình cạn nghĩa. Tôi đã có trong tay tất cả mọi bằng chứng anh biển thủ công quỹ hàng nghìn tỷ của công ty. Từng đây cũng đủ để anh bóc lịch cả đời đấy. Linh, anh à, đừng. Em phải tính anh nói đây. Anh xin em đừng có giao nộp cái bằng chứng đấy cho công an. Không là tôi anh đấy. Linh ơi, cứu anh với. Linh, anh xin em đấy. Con này, tao nói cho mày biết nhá, bạn tao hiền không có nghĩa là tao hiền. Bạn tao không giàu, nhưng mà tao giàu. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là hot top top nhá. Chị
chị định làm gì? Đây! Anh ơi cứu em! Alo anh à? Em vừa gửi hình của con hot top top trà xanh cho anh rồi đấy. Anh xử lý nó trên mọi mặt trận cho em nhé. Sao có thể nhanh lên như thế? Alo ạ? Thủy sau nhá. Alo. Alo anh nghe hả? Đây là hợp đồng đi em ơi. Anh ơi, anh nghe em giải thích nè. Alo. Còn anh, chuyện hợp tác giữa công ty anh và công ty tôi ấy coi như chấm dứt. Nếu như mà không có Linh ấy thì cái công ty còn con của anh không bao giờ có cửa đâu. Cô Linh, cứu anh lần này với, anh xin em đấy Linh ơi. Linh, chính anh đã tự tay hất đổ những thứ đẹp đẽ mà chúng ta đã từng gây dựng lên. Giờ thì một mình anh đứng gánh chịu hậu quả đi. Chào anh. Cậu Phương. Anh chào sếp ạ. Cậu đang làm cái trò gì đấy hả? Định biến nơi làm việc thành nơi hẹn hò à? Dạ không phải đâu sếp ạ. Tại vì em tôi không có thời gian nghe cô giải thích. Thay vì cái thời gian đi vui chơi đong đưa thì cô tập trung vào công việc của cô đi. Đừng để tôi nhìn thấy lần thứ hai. Cậu Phương, vào phòng tôi bàn chút việc. Dạ vâng ạ. Em xin lỗi sếp ạ. Sao tay Phương mềm thế? Ước gì tay tôi cũng được như tay Phương. Nếu như mà không còn việc gì nữa, em xin phép ra ngoài. Khoan đã. Đây là tài liệu của dự án mới. Từ bây giờ cho đến 12 giờ đêm, cậu phải đọc hết cho tôi, rồi gửi lại bản tổng kết vào 6 giờ sáng ngày mai. Ok? Dạ vâng, em hiểu rồi sếp. Đã nghiện lại còn ngại. Để xem cậu tránh tôi được bao lâu. Sếp, có chuyện gì vậy ạ? Tự nhiên tôi đau quá. Sếp đau ở đâu ấy ạ? Em có thể giúp. Phương, cậu biết tôi thích cậu mà. Tại sao cậu không thể đáp lại tình cảm của tôi thế? Sếp làm thế này em... Tại sao? Tụi gì thua kém con bé Linh đấy chứ? Chuyện tình cảm không được đâu ạ. Tôi mong sếp hiểu cho. Sao đây em? Xe bị gì à? Em cũng không biết nữa. Tự dưng không nổ máy được anh ạ. Đây xem cho. Sao nhỉ? Bình thường mấy cái chuyện xe cộ này anh giỏi lắm. Thế nhưng mà hôm nay anh phải chịu rồi. Hay thôi, mang ra hàng sửa đi em. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của anh, lấy biết tổng rồi. Cậu Phương, trưa nay có lịch ăn trưa với đối tác, cậu đi với tôi. Trưa nay có lịch ý ạ? Sao em không biết chị nhỉ? Đến cả hẹn với đối tác, tôi cũng phải xin phép cậu trước à? À không, em không có ý đó ạ. À cô Linh. Dạ. Tí nữa đi cùng chúng tôi luôn. Em ạ. Đối tác hôm nay của chúng ta rất quan trọng. Cô Linh, cô đứng chờ ở đây. Khi nào họ đến thì mời họ vào. Nhớ là không được ngồi và rời vị trí. Nếu mà họ đến không tìm thấy tôi là lỗi của cô đấy. Dạ.
đi đâu? Em thấy Linh đứng kia có vẻ là mệt mỏi và khát nước, cho nên em chỉ muốn mang nước cho cô ấy thôi ạ. Không phải mang, là nhân viên thì phải làm việc là đúng rồi. Kệ cô ta đi. Nào, cầm cốc lên, cạn ly. Em tưởng là mình đang đợi đối tác mà chị nhỉ? Thì mình cứ uống đi, khi nào đối tác đến chúng ta sẽ tiếp sau. Đây có phải là ý đồ của chị không ạ? Chị cố tình đưa Linh đến đây là để sỉ nhục cô ấy và khiến cho cô ấy phải xấu hổ. Cậu đánh giá cô ta hơi cao rồi đấy. Cậu nhìn xem, cô ta vừa nghèo vừa hèn, tuổi gì mà so với tôi, mà tôi phải mất công sỉ nhục làm gì? Với chị tạo ra những chuyện này là có ý gì ạ? Vì tôi thích cậu. Phục vụ, đưa cho đứa ăn xin ở góc kia, nói là tôi bố thí cho. Chị quá đáng rồi đấy ạ. Được lắm, hết lần này đến lần khác cậu khiến tôi bẽ mặt vì con nhỏ đấy. Nếu đã như thế thì tôi sẽ khiến con nhỏ đấy biến mất vĩnh viễn. Dạ, sếp bọn em ạ. Đây là hợp đồng đã được kiểm duyệt, cô tiến hành giao hàng cho khách đi. Nhưng mà hợp đồng này đã được ký và đóng dấu đâu ạ? Chủ tịch đang đi công tác, mà đơn hàng này khách hàng đang cần gấp. Đây là khách VIP ở công ty, chúng ta vẫn thỉnh thoảng giao hàng sớm cho khách hàng ấy thôi. Trong kinh doanh không phải 1+1 bao giờ cũng bằng 2, mà đôi khi chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau như thế đấy. Dạ, em hiểu rồi ạ. Ừ, hiểu rồi đi làm đi. Vâng ạ. Cô làm việc vô trách nhiệm như thế à? Đơn hàng chưa được ký duyệt mà cô dám giao hàng cho khách hàng, làm thất thoát của công ty hàng tỷ đồng, cô định đền bù thế nào ạ? Nhưng mà chuyện này là do sếp. Cô được lắm, làm sai còn định đổ vấy cho tôi. Tôi sẽ báo cáo lên sếp tổng. Cô chuẩn bị bán nhà và đền bù đi. Vở kịch hạ màn được rồi đấy. Chị lật mặt nhanh thật đấy chị Ly ạ. Cô bị điên à? Chị nhìn kỹ lại đơn hàng này xem, sếp tôi đã thực sự giao cho khách hay chưa? Hóa đơn giả? Đúng, vốn dĩ tôi chưa từng giao đơn hàng này cho khách. Hóa đơn này chỉ để lật cái bẫy mà chị định gài tôi thôi. Cô... Đúng, tôi thừa biết đây là hóa đơn giả. Với kinh nghiệm làm nghề hơn 10 năm của tôi thì tôi thừa biết cô chưa hề giao hàng mà lập hóa đơn khống để ăn chặn tiền của công ty. Cô mưu mô lắm đấy cô Linh ạ. À, tôi đúng là không thể ngờ được cái lý do vô lý như thế mà chị cũng nghĩ ra được đấy. Về cái đống hóa đơn này, tôi thừa sức kiện cô ra tòa với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty. Phải ngồi tù một gông đấy. Được thôi. Từ từ đã, đừng đi như này không hay đâu. Để em quay lại chào chị Ly đã. Được rồi. Sắp tới sẽ có một đơn hàng khống giao đến cho anh. Anh chỉ cần xuất hóa đơn đã nhận hàng là được. Hoa hồng chi cho anh là 20% hóa đơn. Chị cấu kết với người ngoài, trục lợi hàng hóa của công ty, lại còn định đổ tội cho người khác nữa. Tôi đã gửi lên cho sếp tổng rồi. Chị chờ quyết định của công ty đi. Còn danh này, tội lỗi của chị còn chưa hết đâu. Trên công ty thì chị luôn tỏ ra mình là một người phụ nữ độc thân, còn trên mạng xã hội thì chị không công khai bất cứ một mối quan hệ nào. Nhưng thực tế chị đã có chồng con đầy đủ, vậy mà còn định mùi chài bao nhân viên nam nữa. Ai thuận theo chị thì chị đề đạt, còn không thuận theo thì chị gây khó dễ. Nhân viên nữ thì chị luôn chèn ép làm khó đủ điều. Người như chị không xứng đáng làm sếp của chúng tôi đâu. Còn danh này, tao phải cho mày một trận. Không phải mày muốn nói gì ở nói đâu nhá. Chị định đánh tôi á? Không dễ thế đâu. Tôi luôn nhẫn nhịn, tôn trọng chị, bởi vì chị là sếp của chúng tôi. Nhưng giờ thì thôi đi, chị không xứng đáng. Mà tôi đã gửi tất cả những bằng chứng về việc chị khống giấy tờ cho bố của tôi rồi. À mà khoan, nói vậy chắc chị không hiểu đâu nhở. Bố tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này. Chị chờ bị đuổi việc đi. Cô đeo mày đứng lại. Anh Phương. Em có làm sao không? Em giận chị đấy à? Em đừng nghe cô ta nói. Cô ta bịa đặt để chia rẽ tình cảm của chúng mình đấy. Chị thích em là thật mà. Đừng có động người tôi. Ghê tởm chị. Một người phụ nữ không đoan chính, một người sếp không công tâm, một nhân viên thiếu trung thực. Tất cả những điều đấy khiến tôi không còn muốn hít chung bầu không khí với chị nữa rồi.
mong chị hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng, tránh xa tôi ra. Anh Phương, anh có làm sao không? Để em đưa anh xuống phòng y tế nhé. Sao mình lại có giấc mơ như vậy nhỉ? Hay là do mình suy nghĩ nhiều quá? Hay là có điểm báo gì chăng? Tôi biết rồi. Cô có làm sao không? Chị họ, cuối cùng em đã tìm được chị rồi chị ơi. Chị mau đưa em về nhà đi. Anh ta cứ bám theo em, đòi đưa em đến quán hát. Em sợ lắm chị ơi. Chị họ à? Cái loại ăn xin đói rách như mày mà cũng có chị họ á? Này, đừng có giở trò với tao nhá. Lần này để xem mày còn chạy thoát được không? Đi theo tao. Không, bỏ ra tôi không đi. Anh đâu? Mày dám cắn cả bố mày à? Khoan đã. Anh nói cô ấy rách dưới không thể làm em họ của tôi. Vậy anh là gì mà lại đuổi theo rồi đụng chân đụng tay ở đấy? Thì tôi là chủ nợ. Nó nợ tiền tôi không trả được, thế nên tôi bắt nó ở lại làm thuê, thì nó lại bỏ trốn. Được chưa? Làm sao? Cô ấy nợ anh bao nhiêu tiền? Có giấy tờ chứng minh không? Nếu như không có bằng chứng thì tôi có quyền nghi ngờ anh bắt người trái phép và có ý đồ xấu. Vừa hay cách đây 200m có công an phường. Nếu anh không có bằng chứng thì tôi sẽ báo công an đấy. Công an! Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Hắn ta đi rồi. Chị ơi, em cảm ơn chị. Nếu mà không có chị thì em không biết phải làm sao cả. Là do em nhanh trí, gọi chị là chị họ mà. Nhưng mà em với hắn ta có quan hệ gì không? Dạ không ạ. Hắn ta biết em là kẻ lang thang, thân cô thế cô, thế nên bám theo em ạ. Hóa ra là vậy. Mà chị trông em cũng nhanh nhẹn đấy. Coi như là chị em mình có duyên. Vừa hay nhà chị đang thiếu người làm. Nếu như em không chê thì có thể đến nhà chị làm việc được không? Nói là người làm thôi, nhưng mà cũng ít việc ấy mà. Rồi sau đấy có gì tính tiếp. Thật ạ, thế là em có chỗ trú chân rồi. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Giờ chị em mình về nhà chị nhé. Dạ vâng ạ. Nhìn được thì không hay đâu à, anh bỏ ra đi. Thôi, em đừng mà diễn nữa. Cô ta đi công tác đột xuất rồi, mấy ngày nữa mới về cơ. Thế mà không nói em giống. Làm người ta phải diễn nửa một ngày nay, mệt chết đi được ấy. Anh biết, anh thương em lắm ấy. Thương cái xương chẳng còn ấy. Mà anh xem thế nào đấy nhá. Đường là một cô gái xinh đẹp, thế mà phải đóng giả một con ăn xin xấu xấu bẩn bẩn, lại còn bị bắt nạt trước mặt chị ta, đường chính chính về đây nữa, mất hết cả mặt mũi. Mất đâu mà mất, em còn đang xinh đẹp hớp hết cả hồn anh lên đấy. Mà công nhận nhá, con vợ anh ngu thật đấy, dễ tin người như thế à? Bảo sao mà mất chồng. À, thế bao giờ anh định bỏ chị ta đấy? Thì anh cũng muốn lắm đây. Thế nhưng mà bây giờ nhá, một nửa cổ phiếu của công ty đang nằm ở trong tay cô ta. Nhà cửa, xe cộ, anh cũng chưa thể lấy được. Bây giờ mà bỏ ấy, là mốc mồm hai đứa đấy. Em có cách, sẽ làm cho chị ta biến mất, thế là xong. Biến mất á? Ừ. Kiếm một thằng bất cần cho nó 50 triệu, tạo nên một vụ tai nạn giả, làm sạch sẽ, chắc chắn là không có ai nghi ngờ đâu. Hay.
người yêu anh đúng là thâm hơn cả rắn độc ấy nhỉ. Thế thì đừng có phản bội em nhá, không em cắn cho đấy. Còn bây giờ thì nhớ em lắm rồi. Alo, anh đang đứng ở đâu đây? Tôi ở dưới rồi này. Chị Thúc Cam sang đây giúp em. Em còn cả một xe đầy toàn đồ đất tiền. Em mà không trông nhỡ may mất là đẹp ốm đấy ạ. Em đang đứng ngay gần điểm dừng xe buýt đấy ạ. Được rồi, để tôi sang. Quả là con không nguy kịch rồi, nhưng mà đầu bị tổn thương nặng nên là có lẽ là tôi bây giờ cuối lần phải xuống thực vật đấy. Chúng tôi rất tiếc. Sống thực vật à? Cô ta đúng là cao số. Đã làm đến như thế rồi mà vẫn chưa về chầu ông bà. Nhưng mà thôi, cũng được. Từ nay trở đi, chúng ta muốn làm gì thì làm. Vẫn cứ là ok. Thế thì đi ăn mừng thôi chứ còn gì nữa. Đừng có trách tôi độc ác. Có trách ấy thì trách bản thân chị ấy. Ai bảo mọi thứ của chị đều tốt đẹp hơn người khác mà không biết san sẻ cơ. Nhường chồng, địa vị rồi tài sản cho tôi có phải tốt hơn không? Tạm thời chị cứ nằm đây chờ cho mọi chuyện xuôi xuôi thì tôi sẽ giúp chị ra đi trông êm đẹp nhá. Cô ta thế nào? Nằm im như khúc gỗ thế này còn thế nào nữa? Cái nhỉ? Từ từ đã. Nào, như ăn tươi nuốt sống người ta. Ôi này, hình sao? Như chị ta vừa động đậy. Ám ảnh thôi, chứ nằm lù lù thế kia động đậy làm sao được. Và thôi kệ đi, anh không chịu được nữa rồi. Nào. Đó. Thưa các vị cổ đông, theo như mọi người đã biết thì vợ tôi cách đây 1 tháng không may đã gặp tai nạn. Cũng may mắn khi là không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh lại. Với cương vị của một người chồng và là một thành viên của công ty, tôi rất lấy làm tiếc và rất buồn vì điều đó. Tuy nhiên, công ty cũng là tâm huyết của vợ tôi và cũng là miếng cơm manh áo của hàng trăm con người. Chính vì vậy, để đảm bảo hoạt động cho công ty thì trước mắt tôi sẽ thay vợ mình tiếp quản toàn bộ cổ phần của công ty và vị trí tổng giám đốc. Rất mong mọi người hiểu và cho biểu quyết. Hay, tôi giơ cả 2 tay 2 chân đồng ý nhá. Xem lại ở đây. Hôm nay là một ngày trọng đại. Đấy, anh thấy không? Từ sáng tới giờ nhá, em đã phải cất công đi mua đồ rồi tút tát lại cái nhan sắc này. Em hồi hộp ý, đến nỗi không thở nổi đây này. Ô, mà chưa ai tới hả anh? Ôi kìa, em nói anh mới để ý đấy. Mấy lão già này định giở trò đấy mà. Đấy, có điện. Không cần phải gọi đâu. Tôi đã thông báo hủy cuộc họp rồi. Cô sao? Sao tôi lại khỏe mạnh đứng ở đây á? Anh nghĩ tôi ngu mà không phát hiện ra âm mưu của các người à? Cho chị một chút thần dược. Uống vào ấy, chị sẽ ngủ một giấc tới sáng. Có thế thì tôi và anh Phương mới thoải mái được với nhau chứ. Em mời chị uống nước ạ. Em chú đáo quá. Dạ vâng ạ, nếu mà chị cần gì chị cứ gọi em chị nhá. Làm việc tiếp đi. Dạ.
Cậu đã cho người lắp camera khắp phòng ngủ và phòng làm việc của tôi chưa? Được rồi. Giờ cho tài xế đến đón tôi đi công tác. Cô nói gì tôi không hiểu. Vậy à? Vậy anh xem đi. Toàn bộ bằng chứng anh bán đứng công ty, bòn rút ngân sách, cầm cố tài sản để lấy tiền đánh bạc đều ở trong này đấy. Mấy cái này chỉ là hiểu nhầm thôi. Em đang đùa anh đúng không? Anh là người đùa mới đúng. Anh trêu đùa tình cảm và lòng tin của tôi. Cả cô nữa. Nghiệp của cô gây ra cũng không phải là ít đấy. Chị Linh ơi, chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Chứ em không thể dính dáng mấy chuyện này được. Đúng. Anh Phương, anh thấy em trẻ đẹp nên dụ dỗ em. Chứ làm sao mà em tàn nhẫn được như thế ạ? Cô nói câu đấy ra mà không thấy lợm giọng à? Cô còn nhớ anh ta chứ? Kẻ mà đuổi theo cô, định bán cô vào nhà chứa và định đâm chết tôi đấy. Cũng may là tôi đã có sự chuẩn bị trước, nên mẹ an toàn đứng đây tương kế tiệu kế vạch trần bộ mặt thật của các người. Tất cả mọi bằng chứng, nhân chứng tôi đều đã nộp lên công an hết rồi. Giờ các người chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù bóc Linh. Linh, anh sai rồi, anh biết lỗi của anh rồi. Em cho anh một cơ hội để chuộc lỗi có được không em? Chị ơi, em cũng biết lỗi của em rồi. Em không thể ngồi tù được. Chị tha thứ cho em mà, chị nhá. Chị. Trên đời này, lỗi lầm nào cũng có thể được tha thứ. Nhưng phản bội thì không.